Thế là bao nhiêu lâu rồi chưa được ăn thịt? Còn nhớ không? Không. Không nhớ? Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi, rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, anh chị, như cái thước phim hôm qua mà cháu Lực đăng tải lên thì chính ở cái chỗ này là cháu Lực bắt gặp là người mẹ của các em là lên là lấy thóc của bác ấy. Còn cái vấn đề mà lấy thóc ở đây thì cháu Lực cũng đã hỏi ông rồi, là ông nói với cháu Lực rằng là trước kia là mẹ có ra mà hộ mà cấy đấy cô bác, hộ cấy. Nhưng mà theo lời của em Hải kể cho Lực rằng là mẹ chỉ có ra hộ là cấy một buổi thôi, xong là một buổi lại đi. Thì đến đợt nọ về thì không biết là cái câu chuyện mà để người mẹ với lại ông của Sử là nói chuyện như thế nào. Thì ông của Sử có cho vay thóc, không biết mấy lần trước là cháu Lực không bắt gặp, thì liệu là đã vay được lần nào chưa. Nhưng mà cái đợt mà hôm thức phim trước thì cháu Lực bắt gặp là người mẹ là đang ra vay thóc. Chỗ mà thóc mà cháu Lực không cho người mẹ vay thì chắc độ là tầm 20 cân cô bác. Chính ở tại cái chỗ mà cháu Lực đang chỉ này thì là người mẹ ở đây, cháu Lực cũng đã giật lại. Và cái phản ứng của người mẹ cô bác khi mà cháu Lực lấy lại đấy thì không hề thích một chút nào. Đấy, ở trước mặt cháu Lực thì đang là vừa nói vừa cười một chút đấy. Nhưng mà đi ra đến bên trên nhà mới cũng như là hàng xóm ở trên kia thì nói chuyện ở trên kia là nói chửi cháu Lực thế này thế nọ, thế kia, nói rằng là con của bà mẹ mà tại sao lại bảo là ra đây để quay ghi hình, xong lại ra đây lấy thóc không cho lấy. Đấy, nói cháu Lực như thế. Ở kia thì chửi cháu Lực rất là nhiều. Ở đây thì
cháu Lực lên trên thì cũng được là hàng xóm của Sử là kể lại với cháu Lực, thì cháu Lực mới biết cái điều đấy của bác. Hôm nay đi xuống thì không biết là có gặp ba ông cháu ở nhà không. Cái thước phim hôm nay thì là cái thước phim mà cháu Lực là gọi anh trưởng thôn của bác để mà ra đây, xong là gọi cả người mẹ nữa ra đây để mà giải quyết, tại vì là cháu Lực biết là người mẹ với con đang ở trên này, với con đang ở trên nhà của hàng xóm ở trên đây của bác. Ở trên kia thì chắc là do là người hàng họ hàng gì đấy, còn là như nhà của mẹ các em cháu Lực cũng đã tìm hiểu rồi, thì cũng ở trong khu này của bác, nhưng mà không ở gần đây mà ở rất là xa. Đấy, đường xuống nhà các em chỗ này cô bác này, chỗ này là bị mưa, thời gian này mưa khá là nhiều cho nên là nó bị như trở thành cái vũng bùn đấy. Ở cái chỗ này là nó thuộc dạng là cái đất mà đất bùn đấy, thì nó mới mọc được những cây cỏ bé bé như thế này. Ở trên phố chỗ nhà của ba ông cháu này thì phải nói là cái nguồn nước của bác khá là dồi dào, cho nên là mình làm những cái việc gì thì cũng tiện là có nước ở đây luôn. Vậy đến đây thì không thấy là ba ông cháu ở trong nhà các bác, cháu Lực nhìn thấy là đóng cửa rồi, cho nên là cháu Lực sẽ không có vào trong nữa. Lực nghĩ rằng là chắc bây giờ là ba ông cháu là đang đi đi xuống cái này, có thể là đi chăn trâu này, đi lấy cỏ cho trâu đó. Đã đi xuống chuồng trâu mà không có thấy trâu ở là chắc chắn là đi chăn trâu rồi. Đây hiện tại thì không nhìn thấy chuồng trâu đâu rồi cô bác. Thời tiết thì hôm nay cũng khá là ấm áp lên một chút rồi cô bác. Cháu Lực cũng mong rằng là trời nắng lên một chút để cho làm sao mà cái con đường mà đi vào nhà ba con cháu để nó khô, thì cháu Lực sẽ lấy được cửa đi vào cô bác. Ở đây thì chắc chắn là sẽ có một số các bác nói cháu Lực rằng là tại sao cửa lại làm mà khá là chậm ấy, tại sao là mình không có đặt chỗ này rồi, mình bảo chỗ này làm rồi nhưng mà người ta giao chậm thì mình không biết sao mình không để lấy chỗ khác các bác. Ở đây thì khi mà tất cả những công việc mọi việc mà đi làm rồi đã làm rồi cho nên là mình phải cọc trước thì người ta mới làm các bác, người ta cũng sợ rằng là khi mà làm cửa xong là mình không có lấy nữa. Mình không có lấy nữa thì thành ra là người ta không rất là sợ điều này các bác. Hôm nọ thì cháu Lực cũng đã nói rằng là cái lý do mà tại sao mà cái phần cửa đấy chưa có rào lắm thì cháu Lực đã nói lên rồi. Đấy, vậy cháu Lực sẽ không có nói thêm một lần nữa nào, một lần nữa các bác. Cái lá này thì như kiểu là cái lá mà rau mồng tơi các bác, cái lá này ấy ăn thì nó cũng nhất như kiểu là rau mồng tơi, nhưng mà nó có củ ấy, củ của nó như kiểu dạng là cái củ mà củ tam thất ấy của bác này. Đấy. Cái này thì cũng để làm theo như cháu Lực hiểu rằng là cũng để làm một thuốc được ấy các bác. Ở đây thì để ăn cũng được các bác, hái như kiểu rau mồng tơi ấy. Ở đây thì ba ông cháu cũng trồng khá là nhiều củi đây. À khá là nhiều rau cải các bác chứ không phải là củi. Và cháu Lực nhìn thấy là em Hải đang chăn trâu dưới kia. Hải ơi. Chăn trâu đấy à? Một mình thôi à? À. Hôm nay thì không biết là ông với Sử là có ở nhà không, tại vì là vừa rồi cháu Lực đi vào nhà thì không nhìn thấy ông với lại Sử đâu. Hôm nay thì cháu Lực lên thì bảo là gọi bên là chính quyền ra để mà nói chuyện với người mẹ, cho nói chuyện cùng người mẹ nữa. Tại đây thì cũng có rất là nhiều các bác khi theo dõi được những phim mà cháu Lực đăng tải lên thì thấy rằng là nhà của ba ông cháu trong khoảng thời gian rồi được các bác lên hỗ trợ thì người mẹ quay trở lại và giúp đỡ và gọi là vào để mà vào thăm lại rất là nhiều lần các bác. Rồi anh chào Hải nhá. Vâng, em chào anh. Chào Hải, xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Rồi thế một mình chăn trâu đấy thôi à? Con là chú đấy kia à? Vâng. Thế là mỗi người là một đầu à? Vâng. Nhà Hải thì có hai con đúng không? Vâng. Hai con trâu này thì cũng được là nhà Hải là đi nhận về nuôi cô bác ạ. Trời nắng như này thì toàn chăn ở đây thôi à? Vâng.
Hôm nay thì không cho cháu ăn rơm nữa à? Cho một ít thôi ạ. Cho một ít à? Vâng. Cái chú của con của chú là tận đâu? Thấy anh thì trốn dưới kia. Thấy ông thì thấy anh trốn dưới kia. Nào gọi lên đây. Gọi lên đây. Này. Này. Tôi sợ nữa nè. Sợ không bác ạ? Đấy, đi xem ở đâu. Con đây là con của nhà chú à Hải? Con là dưới kia à? Ờ. Đâu một đoạn kia đâu rồi? Không có trốn đâu rồi. Lúc này chạy xuống đây. Chạy xuống đây à? Ừ. Thấy cháu được chạy đôi của cô bác. Ở đây thì các em là như kiểu dạng là rất là sợ cháu được quay ấy. Rất là sợ cháu được quay. Thế ông với lại anh Sử thì đi đâu rồi? Ông với anh Sử thì sáng nay đi chặt quỷ rồi, chắc là tầm tối mới về nhà. Tối mới về nhà à? Vâng. Thế thì em thì đã ăn cơm chưa? Ăn rồi ạ. Ăn rồi à? Vâng. Thế thì ăn cơm từ lúc là mới chăn trâu, mới đến đây chăn trâu hay là vừa mới ăn? Ăn từ sáng rồi. Từ sáng rồi à? Vâng. Thế là chưa cho ăn được đúng không? Chưa rồi. Thế là chăn trâu một lúc thì về nhà ăn cơm à? Vâng. À. Thế thì tí về nhà mà ăn cơm nhỉ? Vâng. Tí về nhà nấu cơm cho ăn cơm. Vâng. Bây giờ thì chăn trâu thêm một lúc nữa. Chú Hải thì có biết nhà mẹ Hải ở đâu không? Ở dưới kia phải không? Có phải dưới kia không? Xa lắm á? Vâng. Tít tít. Chú mà có hai nhà kia. Có hai nhà kia à? Cũng là nhà kia à? Thế là thấy anh thấy là đang có người ở ngoài kia có phải không? Có phải là con của mẹ em không? Chắc là phải. Chắc là phải vậy à? Vâng. Thế là nhà ở dưới kia đúng không? Vâng. Ồ. Thế là từ dưới kia lên đây thì chắc là cũng rơi độ tầm lên hơn một tiếng ấy nhỉ? Vâng. Từ dưới kia lên đó. Vâng. Có khi là xa hơn đấy, tại vì là đi leo đồi hết. Con trâu nhà chú thì có vẻ to hơn rồi nhỉ? Vâng. Con trâu bé cái là trâu của nhà em đúng không? Vâng. Thế là con to này là bây giờ là mình vẫn phải nuôi à? Vâng. Anh Sử hôm nay thì có lấy xe đi không? Hay là xe để trên nhà mới? Xe thì để trên nhà mới ạ. Xe để trên nhà mới à? Vâng. À. Hôm qua thì cháu Lực cũng đã bảo với lại ba ông cháu rồi là rằng là hôm nay thì cháu Lực sẽ gọi cúng đá bảo với anh trưởng thôn rồi rằng là hôm nay thì cháu Lực sẽ lên và gọi thêm cả người mẹ các em lên để mà nói chuyện cho nó dứt khoát và cháu Lực sẽ ghi hình lại cho tất cả các bác cùng biết về cái cuộc nói chuyện của giữa là bên chính quyền thôn với lại người mẹ là sẽ như thế nào. Ở đây thì mặc dù là các cô trên vùng cao cũng như là mẹ của các em là không biết rằng là cái luật pháp là như thế nào cô bác ạ. Thành ra là phải nhờ đến anh trưởng thôn mới nói và truyền đạt lại rõ hơn. Ở dưới kia thì là một thôn khác đúng không? Vâng. Thế ở dưới kia là một thôn khác không phải là cái thôn của anh trưởng thôn à? Không phải đâu ạ. À. Đấy, nếu mà như là nhà người mẹ mà được cùng thôn với lại em Sử ấy thì là sẽ gọi để anh trưởng thôn nói chuyện rất là dễ dàng, nhưng mà khác thôn có bác ạ. Đây anh thấy là con của chú rồi, đi xuống đây. Vâng. Ra đây, ra đây, chỗ nó kia kìa. Đây chỗ nó kia. À. Này ra đây anh bảo. Ra đây. Ra đây. Chỗ này ra đây. Ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây lên đây. Lên đây. Thế đây chú hỏi. Đây, lên đây. Gọi anh thôi nhỉ, nhưng mà tại sao lại trốn anh hả? Hả? Khoanh tay chào con các bà đi. Con chào con các bà. Rồi, bây giờ anh cho anh hỏi nhá, tại sao lại trốn anh? Sợ anh à? Không. Không thấy tại sao lại trốn? Thế có biết này áo này ai dẫn đi mua không? Có. Ai dẫn đi mua? Anh. Anh thế tại sao lại trốn anh? Hả? Có biết tại sao lại trốn anh? Lần sau là không được trốn anh nhá. Vâng. Ồ, ra đi chân trâu thì cứ ra, hay là đang chơi trò gì đây? Kiếm à? Không. Không à? Ừ. Rồi. Cùng này thì ai mua cho, còn nhớ không? Có. Có à? Ừ. Là ai dẫn đi mua?
Anh ạ. Anh à? Vâng. Đấy, thế thì gặp anh là phải ngoan ngoãn một chút nhá. Vâng. Đấy, ở đây thì cũng được là cô bé, cô ở bên nước Mỹ của bác ạ, có gửi cho Lực là một khoản để dẫn các em là đi mua. Đấy, mua ủng này, mua áo này. Em là tên gì nhỉ? Sơn ạ. Sơn à? Vâng. Giàng cái gì Sơn? Giàng Xeo Sơn ạ. Giàng Xeo Sơn à? Vâng. Ờ. Mặt mũi này thì chắc là bị ngã rồi đúng không? Sau là không được trốn nhá. Vâng. Rồi. Hôm nay thì một mình đi chăn trâu thôi à? Cùng Hải đó. Cùng Hải à? Vâng. Thế anh đâu rồi? Anh ở nhà. Anh ở nhà. Vâng. À. Thế làm ở nhà đông anh em này thì mỗi hôm là một người đi trong hay là một người đi chăn trâu hay là như nào? Hai ba người à? Vâng. À, đi xuống chỗ anh Hải đi. Ây à. Có cầm theo điện thoại đi không? Có. Có à? Dạ. Cầm theo điện thoại ra đây để làm gì? Xem đồng hồ. Để xem đồng hồ à? Dạ. À, xem đến mấy giờ là mình nên về ăn cơm đúng không? Dạ. Thì một tí ở lại ăn cơm với anh Sử, anh Hải không? Không. Không á? Thế nào một tí tự về nhà ăn cơm à? Vâng. Thế về nhà thì ăn cơm với cái gì? Ăn cơm với rau ạ. Cơm với rau á? Vâng. Có thịt không? Không. Không có thịt á? Vâng. Thế là bao nhiêu lâu rồi chưa được ăn thịt? Còn nhớ không? Không. Không nhớ? Ừ. Ồ, chắc là khá là lâu rồi cô bác. Thế thì một tí nữa chăn trâu xong thì đi xuống nhà anh Hải ăn cơm nhá. Vâng. Nhà Hải thì một tí nữa cháu Lực hôm nay thì cháu Lực cũng mua thêm là một chút thịt đấy cô bác để cho ba ông cháu. Đấy, nhưng mà nay lên là chắc là không có gặp ông với lại Sử nữa, tại vì theo lời của Hải thì anh Sử với ông là đã đi đáy củi từ rất là sớm rồi. Ở đây thì tranh thủ hôm nay là đang là nắng, là cửa vẫn chưa lên thì tranh thủ là đi lấy củi để mà về cũng như là mấy nữa để mà nấu bánh chưng hay sao đúng không? Vâng. Phải không? Vâng. Đấy. Ở dưới nhà cháu Lực cũng thế cô bác, tranh thủ hôm nay là trời cũng chừng nắng như này thì bố mẹ cháu Lực là cũng đi lên rừng để mà lấy củi về để mấy nữa nấu bánh chưng. Có thể là một hôm ở đấy cháu Lực sẽ ghi hình lại trong quá trình mà cháu Lực ở nhà thì có đã làm thêm những công việc gì ngoài và làm YouTube ra nữa cô bác nhé. Hải thì không có lạnh à? Sao lại mặc áo mỏng mỏng đấy? Ấm thôi ạ. Ấm à? Ồ. Quần này nhìn trong chất đấy nhỉ? Vâng. Đây phải nói là từ khi lúc mà cháu Lực lên chia sẻ hai anh em Hải Sử thì cũng được các bác gửi tiền để mua quần áo cũng như là gửi chính tay các bác đi chọn để mà gửi cho các em nữa các bác. Ở đây là em đúng không? Em hay là anh? Em ạ. Em à? Vâng. Là đang học lớp mấy? Lớp 6. Học lớp 6 à? Vâng. À. Cô Hải thì tầm mấy giờ thì lại về? Chắc là tầm 1-2 giờ. Tầm 1-2 giờ à? Vâng. Thế bây giờ thì là mấy giờ rồi? 57. Bây giờ có 12:57 thôi à? Vâng. Ồ thế thì phải hơn một tiếng nữa nhỉ? Vâng. Thì bây giờ anh em mình chăn trâu hơn một tiếng nữa rồi thì về nhà nấu cơm, xong là ăn cơm nhá. Vâng. Em về thì Hải là tự nấu cơm ăn cơm hay là như thế nào? Tự nấu cơm ăn cơm thôi ạ. Tự nấu cơm ăn cơm. Vâng. Và bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng Hải là ngồi ở đây cô bác và chăn trâu thêm một chút này. Chăn trâu này thì cái việc chăn trâu này thì hồi nhỏ cháu Lực còn ở nhà cô bác đi học về thì cũng không khác gì các em cả. Đi học về xong là cũng thả trâu ra đồng để mà chăn trâu. Đấy, nhưng mà cháu Lực thì khi mà lúc mà chăn trâu thì ở dưới nhà cháu Lực có rất là nhiều
anh em bạn bè đi chăn trâu lần. Mỗi lần đi chăn trâu là có tầm 6-7 người đi, cho nên là cũng khá là đông vui. Nhưng mà ở trên nhà của các em thì có mỗi nhà chú là hay đi chăn trâu cùng Hải thôi. Cái trâu là cứ thả này xong là ngồi thôi à? Vâng. Là ngồi để xem cho nó không đi đâu à? Cẩn thận lại tí lại mất nhá. Đi đâu ấy, đi đâu ấy? Bây giờ là đi về rồi à? À, bây giờ thì cũng hơn 2 giờ rồi đó. Chăn trâu rồi thì bây giờ cũng trâu đi. Thế là trâu ăn no chưa? No rồi à? Đây để mà chắc là no thì vẫn chưa có để no các bác. Tí về đến nhà thì vẫn có phải cho ăn rơm nữa. Có dám ngồi lưng trâu không? Không dám ngồi rồi à? Đừng có ngồi lên nhá. Khi nó chạy là ngá đấy. Từ tiếng mông cho nó đi là nói như nào? Chừ. Chừ à? Chừ là cho nó đi à? Đây là một khung cảnh phải nói là rất là yên tĩnh các bác, không nghe thấy tiếng xe cộ cũng như là tiếng ô tô qua cả, chỉ nghe được những tiếng mà chim hót, đây là tiếng run, tiếng dế kêu thôi. Đây, ngôi nhà của các em thì hiện tại là đang nằm ở sau cái bụi tre kia một chút cô bác. Sơn thì cũng đã được sơn xong rồi. Sơn xong thì phải nói là ngôi nhà rất là nổi bật lên. Và nhìn cái là phát hiện là ngôi nhà của ba ông cháu luôn, một cái màu sơn mà rất là đặc trưng. Vậy bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em Sử. Bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em Hải là để đi về thôi cô bác ạ. Chăn trâu thì cũng khá là lâu rồi. Nó đau nước à Hải? À, con ở trên đầu kia là con của nhà chú, còn hai con cuối này là con của nhà em Hải với lại em Sử. Ôi nó đi vệ sinh rồi, cho nó đi vệ sinh đã nhở. Đấy, Hải sao tóc có vẻ như hơi dài rồi. Nên cắt được đấy nhở? Cắt đi thì có lạnh hơn không hay là để như thế? Không biết ạ. Không biết à? Su là nó đi à? Hả? Đấy, bây giờ thì cháu Đức sẽ cùng các em là lùa trâu đi về nhà đó các bác. Rồi thì chắc là cũng cùng em Hải là nấu cơm luôn. Hôm nay thì không biết là có ba ông cháu thì có về sớm không. Nếu mà về sớm thì có thể là bảo anh trưởng thôn để mà anh ấy gọi đi xuống với thôn dưới kia để mà xin số điện thoại của người mẹ các em, xong là để mà gọi lên đây để mà nói chuyện luôn. Còn không biết là người mẹ của các em có lên đây nữa không ấy cô bác. Vậy hôm qua thì khi mà cháu Lực ghi hình ấy cô bác thì người mẹ của các em thì có gọi là không có sợ sệt một chút nào. Lúc mà cháu Lực nói đến đến gọi anh trưởng thôn lên thì mới bỏ chạy để đi về. Bỏ chạy để đi về xong là lên trên lại nói chửi cháu Lực bằng tiếng mông. Trên chỗ nhà của ba ông cháu thì ở phần cái rừng già kia vẫn còn khá là nhiều mây và sương mù. Đi đâu vậy? Nó đi đâu vậy? Cho nó đi vào chuồng à?
Cho cả ba con luôn à? Thế thì bây giờ Hải về nhà cắm cơm nhá. Về cắm cơm xong là thái thịt xong rồi thì hái ít rau nữa để ăn cơm nhá. Hải trước khi là đi lao động về, cho trâu về là phải rửa tay rửa chân nhá. Đấy, đi vào rửa tay rửa chân, dùng xà phòng cái mà rửa tay nữa. Đấy, rửa xong rồi hai anh em cắm cơm xong là đi hái rau cải. Về là một anh vừa rửa rau, một anh là thái thịt. Thế là từ sáng đến giờ ăn đến giờ này thì đói chưa Hải? Đói rồi. Đói rồi à? Đói chưa hả Xuân? Đói rồi. Đói rồi đúng không? Ừ. Rồi. Thế thì đói thì bây giờ anh em mình đi nấu cơm ăn cơm rồi. Bây giờ thì Hải đi cắm cơm rồi nhá. Lấy cơm về đây cắm nhá. Lấy gì Hải? Lấy cái chậu à? À lấy xôi ra đây. Đấy, bây giờ thì Tam Lực sẽ cùng các em là đi hái rau cải về một chút cô bác. Đấy, cẩn thận nhá. Đấy, ở nhà các em thì cũng trồng được rau cải cô bác. Đấy, vườn rau cải thì Tam Lực cũng đã ghi hình lên khá là nhiều lần rồi. Thì cô bác anh chị cũng đã biết được rằng là ba ông cháu là trồng những cái rau gì rồi. Ở đây thì có rau cải mèo là với lại hành lá khá là tốt dần nữa. Ở đây thì ba ông cháu trồng là tỏi với cộng thêm là hành lá nữa các bác. Hái vừa đủ ăn thôi nhá Hải ơi. Đây. Ở nhà ba ông cháu thì phải nói là ở trên đây có một cái một cái view mà cũng rất là đẹp cô bác. Hầu như là trên vùng cao này thì nơi nào cũng có một cái view nhìn nó khác hẳn cô bác. Như các bác ở dưới xuôi thì có thể là trong lúc cháu Lực đang ghi hình lên thì nhìn thấy là những cái ruộng bậc thang và những cái ngôi nhà dân xen kẽ với nhau thì tạo nên là một cái không tranh không hình rất là đẹp.
Đây cũng có một số cô bác cũng có nhắn tin cho cháu Lực nói rằng là muốn lên trên Hà Giang một chuyến đấy cô bác. Thì cháu Lực cũng rất là mong muốn trong thời gian tới, thì sẽ được hân hạnh là đón các bác lên chơi Hà Giang cũng như là thăm những hoàn cảnh mà cháu Lực đang chia sẻ. Như vậy chắc là được rồi bác. Đấy. Xong là bây giờ là một bạn là đi rửa rau, một bạn là rửa thịt nhá. Cho bạn bé bé này, bạn Xuân là rửa rau nhá. Còn Hải thì đi vào nhà là lấy thất với lại dao, với lại thêm cái tô nữa nhá. Tại đây thì mỗi lần mà đi nấu cơm của bác ở nhà cũ của hai ông cháu thì phải là bê thất với lại dao ra chỗ con nước này để mà nấu cơm đây luôn. Đấy, thịt thì ở đây nhá, Hải nhá. Đấy, treo treo trong kia. Đấy. Đây thì cũng được là bà An Phạm là thường xuyên là gửi tiền hàng tháng cho các em. Thì số tiền là 200 đô đổi ra tiền Việt thì có thể thời điểm là 100 đô sẽ rơi vào 2,3 triệu. Có thể là một thời điểm nó lên cao thì 100 đô có thể hơn 2,4 triệu cô bác. Thì thành ra là cái số tiền đấy một tháng thì cũng đủ là ba ông cháu để mà sinh hoạt rồi. Đấy, ở đây thì cháu Lực cũng phải nói là khi mà cháu Lực chia sẻ lên những thức phim mà bà An Phạm tin tưởng và gửi tiền cho để cháu Lực được trao tới tay cho các em thì phải nói là bà cũng là rất là tin tưởng. Đấy, ở đây thì tất cả các bác vào mệnh lệnh quân, cháu Lực cũng chỉ là người mà đi làm cầu nối chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn lên thôi, còn mọi chuyện lớn thì đều là được thì đều các bác mạnh thường quân là giúp đỡ thì các em mới có một cái hoàn cảnh và một cái cuộc sống nó khác đi một chút. Đấy, hôm nay thì có được cái ghi hình lại cho Hải là một mình là tự nấu cơm ở đây thì cũng như là cái cuộc sống hàng ngày của em khi mà cháu Lực không có lên ghi hình thì là ông với lại anh Sử thì ông với lại anh Sử thì lên trên rừng để mà lấy được những bó củi về để sau này trước cái Tết Nguyên Đán còn có củi để mà đun bánh chưng hay là lấy củi để nấu ăn với cô bác. Cái Hải thì có lần nào mà đi theo anh Sử với lại ông lên trên rừng già để lấy củi không? Rồi ạ. Vâng. Thế mỗi một ngày đi là có gói cơm đi theo không? Có ạ. Là thế là sáng nay là ông với chị là gói cơm đi à? Vâng. Có thanh niên bên này là sẽ chịu trách nhiệm là rửa rau cô bác ạ. Đấy, rửa rau cải. Rau cải này thì rất là sạch, không có hoàn toàn một chút thuốc trừ sâu nào cả. Đấy, và cháu Lực cũng xin được nói thêm một chút về cái mật ong các bác. Đấy, như cháu Lực quảng cáo lên đấy thì có một số bác cũng có thắc mắc rằng là mật ong tại sao lại có lần các bác nhận được là mật ong màu nó đậm hơn, nó đen hơn và có lần thì là nó nhạt đi. Đấy, và thưa các bác là khi mà mỗi lần cháu Lực gửi cho bác thì nó là một cái tổ mà riêng biệt, nó không phải là một cái tổ mà giống nhau nữa, cho nên là có những tổ thì nó sẽ làm tổ mà lâu năm hơn, còn có những tổ thì nó sẽ làm tổ mà gọi là ít năm hơn cô bác. Đấy, và đó thì theo cái cách nhận biết mật ong mà làm tổ lâu năm với lại tổ không lâu năm cô bác, là màu của nó càng đậm thì nó sẽ càng là mật ong lâu năm cô bác nhé. Cạo cạo qua cái lớp đó một chút nhá. Cạo cạo cái lớp da của nó đi một chút. Bây giờ thì lấy cái chậu để rửa này, Hải này. Đấy, đợi cho Xuân cho em để em rửa xong rau đã. Rồi thì lấy cái chậu đấy để mà rửa. Đấy, bây giờ thì Xuân là rửa rau xong rồi đúng không? Thế thì có biết nhóm bếp không? Đốt lửa không? Có đúng không? Thế thì bây giờ Xuân là đi đốt lửa cho anh nhá. Đấy, bê chậu rau đi về nhà đi. Đốt lửa.
Lấy cả, lấy cầm cả điện thoại đi để trong nhà đi, không là tí như rơi đấy. Rồi. À, bật lửa à? À. Đấy, cạo cạo rửa rửa, cạo rửa rửa qua cái phần da của nó. Ở đây thì các em ở trên vùng cao của bác hầu như ai nấy cũng đều tự lập rất là sớm, cho nên là những công việc mà nấu cơm bên này thì cũng không có gọi là xa lạ gì với các em nữa. Nó không phải là thật là không tân bốc là các em là giỏi đến thời điểm hiện tại làm đến là biết nấu cơm nữa, cái điều đấy thì không phải. Đấy, có những bạn thì đã lên lớp 5 lên lớp 1 đấy cô bác thì cũng đã biết là cắm cơm, nhưng mà đây là không phải cắm cơm bằng nồi cơm điện đâu, mà là cắm cơm bằng cái bếp củi của bác, mà nấu cơm luôn đấy. Đấy, trong lúc mà bố mẹ mà đi ra ngoài ruộng, đi ra ngoài đồng. Đấy, ở đây thì cháu Lực cũng đã trải qua rồi, cho nên là cháu Lực cũng hiểu và biết cái điều này của bác. Ở đây thì hầu như là các bạn ở trên vùng cao thì ai ai cũng là một là đều giống nhau cả. Đấy, Lực đều giống nhau cả, nhưng mà nó ở một số hoàn cảnh thì nó sẽ lại đặc biệt hơn. Ví dụ như hoàn cảnh của ba ông cháu thì như cháu Lực chia sẻ đến khá là nhiều lần rồi, cô bác cũng đã biết rồi, cháu Lực sẽ không có nói thêm nữa. Và có những hoàn cảnh khác thì là có thể là còn bố còn mẹ, nhưng mà bố mẹ vứt bỏ để mà ra đi, để mà chạy đi theo cái sự sống cho cái chính bản thân của người bố người mẹ, vứt bỏ con ở lại cho ông với bà là chăm, gọi là tự sinh tự diệt đấy. Ở đây thì có một cái hang gì này cô bác? À, hang gì này Hải? Nọ thì ông con hang gì? À, là để đây à? Ừ. Ôi giời, thế còn cái hang này này, đây này. Đây có một cái hang này. Hang này hang cua ấy nhỉ? Ở đây thì có một hang cua, tại vì ở đây là nó là cái nước mà nó khá là sạch các bác, thành ra là cua là nó ở đây luôn. Đấy, sạch chưa? Chỗ này có lông à? Chỗ này có lông thì tí nhổ nó đi. Đấy, sắp xong chưa? Sắp xong rồi. Sắp xong rồi à? Ừ. Thế từ sáng giờ một mình Hải ở nhà thì mẹ có lên đây lần nào không? Không ạ. Không lên lần nào à? Vâng. Thế từ hôm qua mà lấy thóc về thì đã lên lần nào không? Không ạ. Không á? Vâng. Thế hôm qua là khi mà lúc mà anh lấy thóc về thì mẹ của em là ở trên kia là chửi anh đúng không? Là nói là như kiểu nào, như kiểu không quay là kiểu nào? Đó là đừng có quay như mẹ bảo thế. Là không được quay á? Ừ. Không cho con. À. Đấy, mang đấy đi cất đi, rửa đi xong đi cất đi. Thất này thì cũng khá là lâu năm rồi nhà Hải nhờ. Đấy, dùng bị mòn phần dưới cả đi rồi. Đấy, ở trong nhà thì có thêm một cái thất nữa. Đấy, hôm nay thì nắng ấm áp lên một chút rồi. Đấy, thời gian qua thì mưa một tuần các bác ạ. Mưa một tuần này thành ra là đường nó đi rất là khó khăn. Như thế tuần qua là mưa là một mình Hải là tự đi học thôi à? Vâng. Là không có đi được xe máy đúng không? Không được. Không đi được à? Vâng. Ừ.
Nãy rửa xong chưa? Xong thì đợi để vào chảo đi. Đấy, vất vất xong bỏ vào chảo, đừng để cho nước nó nhiều quá. Đấy, cứ bỏ vào chảo đi. Đấy, xong là mang đi xào là được rồi. Đói đói chưa? Hơi đói rồi. Hơi đói rồi à? Vâng. Thế là từ sáng này từ là ăn cơm với lại ông xong là với anh chửi ông mới đi à? Vâng. Sợ thế là lúc mà ông đi thì em Hải cũng đi chăn trâu luôn à? Vâng. Thế giờ đổ văng là hơn nữa. Hai thằng trai. Rồi. Nhấc đi thôi. Bây giờ thì thanh niên kia cầm thớt với lại dao nhá. Xuân nữa. À có cả bảy xuống này cô bác này. Đấy, có cả bảy với cả bông nữa. Bảy đi đâu ấy? À vừa mới khóc xong à? Ôi ôi sao lại khóc đấy? À vừa bắn lỗ tai cô bác ạ, khóc. À, bông này. Bông cũng bắn lỗ tai à? Hả? Đau không? Đau. Đau à? Ồ, đây chuẩn bị khanh tay chào ông bà đi. Ông chào ông bà. Rồi, rất là ngoan cô bác. Nào, bảy thì đừng khóc chứ. Nào, ra đây, chú bà, ra đây. À, đừng có khóc. Đấy, vừa rồi thì không biết là hai chị em có chuyện gì xích mích cô bác. Khóc. Bông đánh bảy à? Không phải à? Đau à? Hả? Đau. Bảy ốm à? Ồ, bảy ốm rồi. Bảy ốm như nào ấy hả Hải? Bảy ốm đau đầu. Ốm đau đầu à? Vâng. Rồi, đi vào nhà. Bảy sốt đau đầu chút rồi cũng đã. Hay ở trong nhà thì có vẻ như khá là tối cô bác. Rồi nồi cơm thì cũng sôi đấy nhờ. Đấy, cắm cơm đi một chút rồi, xong là đi rửa rau về, thế là cũng được ăn cơm rồi các bác. Đấy, một mình là ở nhà là khác tự biết làm tất cả mọi việc từ lớn cho đến nhỏ. Chín chưa ở đây? Không đảo đâu. Kệ nó không đảo đâu. Kệ nó không đảo đâu. Đấy. À tí nó khác từ chín. Thức ăn thì một tí để lại dành cho anh xử lại ông một chút nhá. Đấy, để tí ông với lại anh xử về thì có thức ăn để mà ăn luôn. Đấy, không có phải là đi xuống chợ nữa. Lạnh không? Lạnh thì ra ngồi kia sưởi ấm đi. Ngồi với anh Hải kìa. Đấy, đi ra ngồi với anh Hải kia để ngồi sưởi ấm đi. Đấy, đỡ lạnh một chút. Đấy, mặc dù là thời tiết nay hưởng nắng một chút thôi cô bác, nhưng mà không khí còn vẫn còn rất là lạnh. Sờ vào nước thì vẫn còn rất là buốt. Có cái gì thơm đấy Hải? Thịt à? Anh đang ngửi thấy có cái mùi cây gì thơm đấy. À cái cây này cô bác này. Ở bên kia cây bên kia này cô bác này. Cây bên kia thì mùi nó rất là thơm. Độ tầm bao nhiêu phút nữa thì được ăn cơm nhỉ Hải nhỉ? Là tầm bao nhiêu phút nữa? Một tiếng không? Không biết à? Dạ. Vừa rồi thì Tấn Đức đã điện cho anh trưởng thôn nói rằng là hiện tại Tấn Đức đang ở nhà của ba ông cháu, xem là một tí mẹ có lên không. Lên thì Tấn Đức sẽ điện cho anh trưởng thôn lên luôn. Con mèo này là mèo đẻ hai đứa con rồi đúng không? Vâng. Lớn chưa? Lớn rồi. Lớn rồi, đi đâu hết rồi? Kìa.
ở kia. À, ấy kêu đấy, người thấy một tí mùi thịt nên là kêu kêu đấy. Nếu như cho anh hỏi Hải một chút đấy, thì mẹ đi lấy chồng mới thì có bao nhiêu người nữa? Nhiều con lắm. Nhiều con lắm á? Dạ. Tầm bao nhiêu người biết không? Để mình nghĩ xem. Có 6 con. 6 người? Dạ. Ui dồi. 6 con thôi. 6 người, 6 người đúng không? Dạ. 6 con là 6 người. Dạ. À, đi được 12 năm là có thêm là 6 người con của bác. Hầu như là các cô ở trên vùng cao thì rất là ít khi là có biết về cái trường hợp mà phòng tránh của bác. Thực ra là đẻ rất là nhiều, như nhà chú và sử cũng thế, có tận tới 7 người con. Nhưng mà hai cô chú thì cũng không có nỡ vứt đi, bỏ đi một bạn nào cả đấy, mà kiên trì, mà biết là gia đình cũng khó khăn, không có gọi là có khá giả gì, nhưng mà cố gắng để mà nuôi. Còn là ngược lại ở đây, như mẹ của các em thì có mỗi Hải với Sử thôi đấy, để mà lựa chọn cái hạnh phúc riêng, muốn đi cái hạnh phúc riêng ấy, thì là bỏ các em mà đi luôn. Như hôm nay ông với lại Sử lên trên rừng quá, thì có thể là đi kiếm cả thêm mật ong nữa đấy. Đấy, như bạn Xuân này thì là không biết là bao ăn thịt đấy các bác, không biết là lần ăn gần nhất là bao nhiêu rồi. Xuân thì khá là lâu rồi mới được ăn thịt lợn à? Thế ở nhà thì bố mẹ thì thường cho ăn những rau gì? Muối là rau cải thôi à? Đấy, thổi lửa nó to to lên một chút. Đấy, cho vào chưa? Sôi chưa? Sôi một tí rồi à? Đấy, vừa rồi thì cháu được cùng bà em Hải là lên trên nhà gọi chú của các em để về. Xem là hai chú cháu ở đây ngồi ở đây đợi xem là có mẹ của các em về không. Thế mà vậy về thì đợi Sử với lại ông về nữa để mà cùng anh trưởng thôn đi vào và nói chuyện này luôn. Khá là ấm nhở. Văn này về đâu cậu bé à? Hả? Văn này về đâu cậu bé à? Văn này bé ở khứ đi khứ này tầm mà chứ. Ở khứ đấy tầm mà. Ồ, phải thức cậu đấy. Vừa sức chẳng nhỉ. Bỏ rau cải vào thế là được ăn cơm nhỉ bây giờ ấy. Rồi thanh niên Sân đi bày mâm đi nhá. Đây là rau cải sôi ra là cũng được ăn cơm rồi. Chú là ở đây ăn cơm luôn nhá. Hôm nay chú đi chợ về thì có đi đâu làm gì không? Không làm gì đâu. Không làm gì đâu à? Ừ. Không đi chợ, không đang đi. Thế như chú thì có biết về mẹ của Hải Sử không? Hả? Chú có biết về mẹ của Hải với Sử không? Biết. Biết à? Ừ. Đến lúc mà mẹ của hai anh em mà bỏ đi ấy, thì là chú đợt đấy chú ở nhà này chưa? Nhà. Vâng, chú có ở cùng ông không hay là chú ở riêng rồi? Không hiểu cơ. À, không hiểu á? À, tức quả mì Hải ta, mì Hải ta xử là tiếp vào dù lên, ào hạc dù dân, ào hạc dù dân lề đó, dù chăm dù này à? Ừ, thầy cứ ta, mì ta, cứ, dù dù đấy cứ ta dù, tại đi, ta mì ta sẽ dù này chứ. Ồ, lấy ào hạc dù còn chăm dù này ra? Ừ, cứ dù này đấy cứ phải dù tới. Là vừa rồi là cháu được hỏi rằng đấy cô bác, thì câu đầu tiên cháu được hỏi thì chú bảo là không biết trả lời ấy, thì là hỏi rằng là
khi mà mẹ của các em bỏ đi thì chú có còn ở đây không? Thì chú bảo là chú đợt đây chú đã ở riêng rồi. Thế tức còn lung như hài hài đứng ít à? Nên ảo ảo thêm như hài khám bố. Hài á? Ờ. Đấy, kháng rồi. Khám á? Ừ. Vừa rồi thì Trấn Đức hỏi rằng là lúc mà Hải còn bé đấy thì chú thấy Hải là như thế nào, thì chú bảo là rất là khổ của bác ạ. Hỏi có khổ không thì chú bảo là Hải rất là khổ. Thế lúc ào thì làm nhớ tức quản Hải tốt giặc đấy, bác càng khốn như thế này này. Ừ, thì tôi Hải đi tốt giặc đi bảy sứ thỉnh trì xá đi mà chuyện đi đi đại. Ồ, chú tư này thôi rồi. Đi đi đi. Thế là Hải thì tất cả là hoàn toàn lớn lên bằng sự chăm sóc của ông với bà. Thông kèm theo đó thì ông với bà là cho Hải là ăn đường để mà khuấy đường, khuấy đường pha với nước ấm đúng không bác? Xôi chưa Hải? Xôi rồi. Vừa rồi thì chú có kể lại một chút về ký ức của Hải cũng như là thời xưa. Đấy, xôi rồi đấy, xôi bây giờ đừng có đậy nắp vào nhá, đảo đảo thôi, đừng có đậy nắp, không phải tí nó bị rau không có xanh nữa. Đấy, bây giờ thì múc ra bát là được ăn cơm rồi đúng không? Ấy bây giờ thì Xuân lấy nồi cơm ra đi Xuân. Để đánh dữ liệu cho. Rồi. Như cái tủ đựng đồ ăn này thì có thể là hơn tuổi của hai anh em Hải Sử thôi. Đấy, hôm nay sẽ gồm có canh lại thêm là một chút thịt lợn nữa. Đây, cái phần tường, chỉnh tường nhà các em thì phải nói là khá là đen, bám bụi hết tất cả những chỗ mà ngóc ngách ở trên này rồi. Mèo thì cũng vẻ là khá là đói, người thấy mùi thịt rất là thơm rồi nhờ, hài nhờ. Đấy, Xuân thì ngồi xuống đi, ngồi xuống cơm đi, xuống cơm xong rồi à? Ngồi đi, lấy ghế ra ngồi ăn cơm đi. Chú, mang đây ra chị Khao lo. Chú ra đây ngồi ăn cơm đi. Chú ra đây đi. Hôm nay thì có thêm cả chú để mà ăn cơm cùng nữa cô bác. Vừa rồi thì chú đang ở nhà thì chú được cũng có gọi là chú là xuống luôn. Đấy, ngồi xuống đây ăn cơm đi. Đấy, ngồi ra kia để xới cơm Xuân. Đấy, Hải ra ngồi ăn cơm đi. Đây bác, đây chị tắt hồi. Đây, bây giờ Hải thì ăn cơm, mời các bác, các bà ăn cơm đi. Cháu Hải mời quý ông bà cô chú anh chị ăn cơm ạ. Rồi. Con ăn cơm. Rồi, Hải lấy trộn cơm cho mèo một tú đi. Một chút đi, mèo kêu quá. Chú ăn cơm đi chú. Ừ. Chú ăn cơm đi. Bây giờ thì cháu Lực cũng xin được mời tất cả quý ông bà cùng cháu Lực với lại chú lại thêm hai em
để ăn cơm của bác nhá. Đấy, cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác. Đấy, bây giờ thì Cháu Đức ăn cơm xong sẽ ở trên này một chút nữa xem là có mẹ của các em về không. Mẹ của các em chưa có về đây thì Cháu Đức sẽ lại tính cái phương án khác, nói với anh trưởng thôn bên là chính quyền thôn để làm sao mà giúp đỡ được cho ba ông cháu, để cho người mẹ không có phải là ra bên này để mà ra mượn thóc hay là như nào đó các bác. Hôm nay thì ba ông cháu là khi mà đi chăn trâu cũng ở nhà các bác thì cũng tháo hết cầu thang này xuống, không cho lên trên này nữa. Đấy, hai ăn cơm đi, chú ăn cơm đi. Đấy, ăn cơm đi. Đấy, bây giờ thì anh cũng ngồi ăn rồi, ăn cơm đi. Thực phim này thì cũng khá là dài rồi các bác. Và xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết video. Còn bây giờ thì Cháu Lực cũng xin được nói lời hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.